Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và như anh em đã biết đấy, thì vào khoảng tầm 1 tháng trước, CPU thế hệ 12 của Intel đã được ra mắt. Và bản thân mình thật may mắn làm sao 1 tháng trước mình cũng đã được trải nghiệm bộ máy với CPU thế hệ 12 này. Và hôm nay sẽ là một video về trải nghiệm của mình với bộ máy đó nhé. Chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Rồi, hãy bắt đầu nói về cái bộ PC đằng sau của mình đi. Thì đấy là bộ PC với i9-12900K này, 16x24 luồng, đi kèm với cả main Z690 Arus Master, cộng với cả RAM DDR5 32GB bus 5200 và một chiếc card hình là RTX 3080 Arus Master nữa. Thực sự là một bộ máy khá là đắt tiền, nhưng mà để gọi là đưa được cho mình một trải nghiệm tuyệt vời nhất mà. Điểm mà mình cảm thấy tuyệt vời đầu tiên về cái bộ PC mới này, đó chính là cái sức mạnh thuần của nó. Cái sự kết hợp giữa i-core và v-core của thế hệ thứ 12 kèm với cả Windows 11 đã tạo nên một cái trải nghiệm rất là mượt mà và cực kỳ là mạnh mẽ. Khi mà mình chơi những tựa game như Apex Legends này, CS:GO này, Liên minh huyền thoại, Warzone, vân vân và vân vân đều đạt được một mức FPS cực kỳ là cao và mình có thể cảm thấy sự mượt mà khi mà sử dụng đa nhiệm với nó. Nhưng công nhận là mạnh thật đấy, công nhận là mượt thật đấy. Nhưng nếu mà mình mà bây giờ được so sánh giữa CPU thế hệ thứ 10, thứ 11 và thế hệ thứ 12 một cách mù lòa thì mình cả đảm bảo rằng là cũng khó mà có thể nhận ra được, khi mà cái độ chênh lệch của nó khoảng tầm 10-15%, mà đặc biệt ở những tựa game mà có mức FPS cực kỳ là cao như là CS:GO, Dota hoặc là Liên minh huyền thoại, khi mà cái mức chênh lệch của nó là 30-40 FPS trên khoảng tầm 400-500 FPS cơ mà. Rất là khó để nhận ra đúng không ạ? Có lẽ cái sự khác biệt của nó là sự phân bổ giữa E-Core và P-Core của thế hệ thứ 12 này. Đó là điều mà mình đã test, bởi vì Intel bảo rằng là ok, khi mà mình chơi game đúng không, thì các game sẽ sử dụng cái P-Core và các tác vụ bên ngoài sẽ sử dụng E-Core, ví dụ như là bật YouTube này, xem Google này, hoặc là livestream này. Thế nên là mình đã thử bằng phần mềm OBS, mình đã livestream bằng thứ nhất là so sánh giữa NVENC này, tức là thu bằng cả màn hình, và X264 tức là thu bằng CPU, đặt ở bitrate là 20.000 cơ, một mức bitrate khá là cao nếu mà anh em muốn thu màn hình và livestream. Rồi, và bây giờ sẽ là một số kết quả của những tựa game mà mình đã test được nhé. Về CS:GO, khi mà mình không thu màn hình, cái mức FPS đạt được là 481, dùng NVENC thì chỉ còn là 471, còn với CPU tức là X264 thì sẽ là còn 458 mà thôi. Sự chênh lệch cũng khoảng tầm vào đâu đó 10% gì đấy, với cả không quay và có quay. Còn với Shadow of the Tomb Raider thì mức FPS khi mà không thu là 140, còn khi mà sử dụng NVENC là 135, và X264 cũng tương tự như vậy là 135. Còn với Red Dead Redemption thì sao? Một cái điều rất là lạ kỳ xảy ra ở đây. Khi mà mình không thu màn hình ấy, thì mức FPS đạt được tựa game này là 87,7 FPS. Còn khi mà sử dụng NVENC là 78,8, tức là giảm một chút thôi. Nhưng khi mà mình sử dụng X264, nó tăng lên cơ. FPS lại tăng lên, nó lên là 95 FPS lận. Mình không biết tại sao mà mình đã thử lại, thử đi thử lại 2-3 lần rồi với tựa game này, thì cái độ chênh lệch của nó khoảng tầm 1-2 FPS mỗi lần thu lại, nhưng mà vẫn đạt được một sự tăng trưởng lạ kỳ như thế. Thế nên là nhiều khi anh em chơi Red Dead là cứ bấm livestream đi cho nó lẹ đúng không ạ, để tăng FPS lên. Rồi, và tiếp theo là Battlefield 5 thì khi mà mình không thu nó sẽ là 166 FPS, còn khi mà mình thu màn hình bằng NVENC thì là 159 FPS, còn với X264 thì là 156. Sự chênh lệch không quá là nhiều khi mà livestream bằng cả hai thứ. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ còn có Apex Legends, vâng, một sự kiện khá là hay. Thì khi mà không thu màn hình chúng ta đạt được là 206, còn sử dụng NVENC thì là 176. Nếu mà anh em sử dụng CPU thì cũng 176, cũng tương tự như vậy luôn. Và cùng tựa game khá là nhiều người chơi, đó chính là Dota 2. Thì khi mà không thu màn hình mình đạt là 434 FPS. Đây là mình đã mở khóa FPS rồi nhá. Và còn với thu bằng NVENC thì mình đạt được là 373. Còn X264 có vẻ như kết quả này không được hấp dẫn lắm nhỉ, chỉ còn nó có 321 mà thôi. Đấy, một sự đây là có thể gọi là sự sụt giảm cao nhất so với những tựa game mà mình đã test. Và đây sẽ là bảng thể hiện chênh lệch giữa việc không quay màn hình, quay bằng NVENC, quay bằng X264. Ta có thể nhận thấy sự chênh lệch khá là nhiều từ vài tựa game eSports. Lý do tại vì đây là những tựa game tương đối là cũ, dẫn tới những engine cũ và không tối ưu cho những CPU thế hệ mới, hệ điều hành mới, và làm cho việc thu hình sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn tới những tựa game này. Đặc biệt trong đây đó chính là Dota 2, khi mà quay bằng X264 mất tận hơn 25% số lượng FPS chúng ta có, một kết quả thực sự rất là bất ngờ. Nếu mà mình có thể thấy được ý, thì cái sự chênh lệch giữa NVENC và X264 trên OBS khi mà thu màn hình ý, nó không quá là nhiều như là của các thế hệ cũ, khi mà các thế hệ cũ có thể sụt giảm đến lên tới là 30-40% FPS cơ. Tại vì là khi mà sử dụng CPU quá là nhiều như vậy bằng phần mềm OBS ý, sẽ khiến cho nó bị nghẽn về CPU và cái game nó không thể gọi là sử dụng tài nguyên đó và đưa cho cả mình để xử lý được, dẫn tới tình trạng giảm CPU như thế. Nhưng với i-core của thế hệ thứ 12 này thì đã giúp cho anh em phần nào đỡ được
cái việc đấy và không nhất thiết phải sử dụng card màn hình để thu màn hình. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Tức là nếu mà anh em sử dụng thế hệ 12 này thì đảm bảo rằng là dù anh em có làm gì đi chăng nữa thì dù có bật cả nghìn tab Chrome này, trong lúc đó thì gọi là edit video thì cũng sẽ không khó mà có thể cảm thấy được cái sự giật lag của nó. Ok, cái điểm đặc biệt thứ hai, điểm tuyệt vời thứ hai của cái bộ máy này thì sao? Thì mình cảm thấy rằng là nó là cái về cái trải nghiệm về Epson. Nói về Epson tức là sao? Nó sử dụng cái phần mềm Intel Extreme Utility. Cái phần mềm đó sẽ rất dễ dàng cho anh có thể chỉnh các thông số này, về V-Core này, về thời gian boost này, về cái lượng điện mà CPU được phép gọi là nhận vào khi mà đang boost lên. Và bây giờ thay vì là giới hạn về thời gian boost này hay là giới hạn về gọi là mức điện có thể thu được là 125W thì bây giờ Intel đã cho lên tăng lên là 128 giây, và mức điện thu được là unlimited luôn, tức là bỏ mọi loại giới hạn. Nhưng với mình cảm thấy rằng là cái CPU thế hệ 12 này tương đối là nóng, đặc biệt là với chế i9-12900K này. Và đặc điểm tuyệt vời thứ ba của một bộ máy như thế này đó chính là về cái sự đồng bộ của bộ máy. Ý mình nói là sao? Tức là khi mà mình lựa chọn tất cả những đồ Gigabyte này ấy, thì mọi thứ rất là đồng đều, rất là gọi là có chung một cái ecosystem đi đấy. Và cái đấy sẽ giúp cho mình có thể, thứ nhất là chẳng hạn như đó, làm sao để có thể để LED màu cam như này được, mình chỉ cần sử dụng đúng một phần mềm thôi, đúng chính là RGB Fusion của Gigabyte, rất là dễ dàng đúng không ạ? Và anh em có thể sử dụng thông qua, đó chính là những cái Gigabyte app thì phải, để có thể tùy chỉnh được các phần mềm khác, có rất là nhiều các phần mềm trong đó để anh có thể lựa chọn tải về và tùy chỉnh những thứ mà anh em muốn. Nhưng nếu mà nói về những điểm tốt thì tất nhiên rồi, sẽ phải có những điểm xấu. Điều đầu tiên mà mình muốn lưu ý với anh em đó chính là điểm xấu về giá tiền. Cái bộ CPU thứ 12 này rất là đắt. Ví dụ i9 là khoảng tầm 18 triệu này, i7 là khoảng tầm dưới đó 12-13 triệu, i5 thì là 8-9 triệu, rất là đắt và tăng khoảng tầm 20% so với thế hệ cũ. Nhưng đấy chưa còn phải là yếu tố đầu tiên nhá. Yếu tố thứ hai nữa đó chính là giá main và giá RAM. Như anh em biết đấy thì CPU thứ 12 đã giới thiệu cho chúng ta đó chính là RAM DDR5. Và DDR5 này thì đắt hơn rất là nhiều so với cả DDR4, kể chúng mình cũng đã có một video nói về vấn đề này rồi. Và tiếp theo đó chính là cái giá mainboard nữa. Cái giá mainboard cũng tăng lên khoảng tầm 20-30% tùy vào từng loại. Tại vì trong này sẽ có, thứ nhất là phải hỗ trợ DDR5 này, phải hỗ trợ PCIe 5.0, 4.0 và 3.0 đồng đều nữa, dẫn tới cái mức giá nó tăng lên cao như vậy. Thế nên là khi mà anh em mua một bộ máy như thế này thì bắt buộc là phải chuẩn bị sẵn cho mình một món tiền thật là lớn để nâng cấp lên hoặc là mua mới. Cái đặc điểm thứ hai mà mình cảm thấy không quá là hài lòng với cả cái bộ máy này ý, đó chính là cái sự tương thích giữa Windows 10 và Windows 11. Thì như anh em biết đấy thì CPU thế hệ 12 đã được quảng cáo là đi kèm với cả Windows 11, tốt nhất với Windows 11, nhưng mà đa số mọi người đều vẫn thích Windows 10. Thế nên là mình cũng đã test thử và cài thử lên Windows 10 trên bộ máy này, và kết quả đúng là không hề đáng ngờ một chút nào. Đa số các phần mềm thì đều sử dụng rất là ok, rất là ổn áp thôi, và đều sử dụng E-Core và P-Core đồng đều. Nhưng mà có một vài phần mềm gặp vấn đề như sau. Ví dụ như là Cinebench R15, thì trong Cinebench R15 cái phần mềm đó chỉ sử dụng có mỗi E-Core thôi. Thế nó mới lạ như thế chứ. Và cái phần mềm đó sẽ tạo nên khi mà mình render ấy thì cái số điểm nó chỉ ngang bằng với cả i5 thế hệ thứ 9 thôi, và đa nhân cũng không được gọi là đạt được một mức như mình mong muốn. Và đây là ví dụ của CPU i7-12700K trên Windows 10 mà mình đã thử test rồi đấy. Điểm thứ ba mà mình không cảm thấy quá hài lòng với cả cái CPU này đó chính là cái sự không thân thích với tất cả những tựa game. Ý là sao? Tức là anh em có thể thấy dưới đây, đó là nhà lead game mà Intel thế hệ 12 không tương thích được, bởi vì nó sử dụng phần mềm chống crack Denuvo. Bởi vì Denuvo nhận ra rằng là E-Core đây đâu phải E-Core đâu, hình như là một bộ máy khác thì phải, và nó đang cố gắng crack game của mình. Thế là tắt game luôn đấy. Và điều đó dẫn tới việc là anh em không chơi game được. Ở trong clip này có những tựa game rất là đỉnh đám như Assassin's Creed này, Mortal Kombat này, FIFA 19, FIFA 20 này. Và nếu mà anh em sử dụng nó trên CPU thế hệ 12 thì sẽ bị crash ngay lập tức luôn. Ây da da, nghe có vẻ hơi nguy cơ nhá. Nhưng mà may mắn làm sao là Intel đã có kế hoạch để có thể sửa những tựa game này, sửa những cái lỗi này để anh em có thể chơi được những tựa game này một cái mượt mà nhất. Điều thứ tư mà mình cảm thấy không hài lòng lắm với cái bộ máy này đó chính là về cái mainboard. Chính xác hơn đó chính là cái BIOS của nó. BIOS của nó thì có những tính năng mới như là ok, có thể disable, tức là bỏ tắt những cái E-Core đi để anh có thể tập trung vào P-Core. Nhưng một điểm mà mình không thích đó chính là cái sự quá là mới của nó. Cái mainboard này đang sử dụng cái BIOS là F0 và nó sẽ không tương thích với rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là NVMe của mình. Khi mà mình mở cái bộ máy này ra, mình gắn SSD NVMe của mình vào và mình không thể nào mà boot được lên trên cái SSD đó, bởi vì cái BIOS của nó chưa hỗ trợ. Thế nên mình bắt buộc phải nâng cấp lên F4, phiên bản BIOS F4 thay vì F0 để có thể sử dụng được SSD NVMe của mình.
Nhưng một lý do tại sao mình lại gặp phải cái BIOS F0 này là vì đây là chiếc mainboard sample mà Gigabyte gửi đến cho mình. Thế nên là nếu mà cẩn thận thì anh em vẫn nên check cái phiên bản BIOS của mình và nâng cấp lên phiên bản mới nhất nhá. Điểm thứ 5 mà mình cảm thấy không hài lòng lắm và có thể là điểm cuối cùng, đó chính là cái mức nhiệt và mức điện mà cái CPU này có thể hút được. Thì trong đây là CPU i9-12900K mình đã nói rồi đấy. Và mình thử stress test nó lên thì cái mức nhiệt độ nó nhảy vọt lên 100 độ C luôn. Đến cái tản nhiệt gọi là RAT 360 của Aorus cũng khó mà có thể bắt kịp được và chỉ có thể giữ boost trong một khoảng thời gian tương đối là ngắn. Thế nên là dẫn tới một cái sự đó chính là cái thermal throttling và sẽ khiến cho giảm cái hiệu năng của CPU anh em trong một thời gian dài. Nhưng đó là kết quả của stress test. Vậy thì dùng bình thường và cơ bản thì sao? Khi mà mình chơi game thì CPU vẫn có thể boost lên rất là tốt, mức nhiệt thì cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 60 tới 70 độ C mà thôi. Điều này chứng tỏ rằng cái tản nhiệt AIO của Aorus vẫn có thể cân được chiếc CPU này khi mà sử dụng bình thường. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng những tác vụ nào mà quá nặng về CPU, sử dụng 100% cái CPU thì chắc chắn rằng là sẽ bị quá nhiệt lên, và anh em nên đảm bảo rằng vỏ cây của mình có đủ luồng gió để có thể tản nhiệt được cho CPU này. Và cái VRM ở trong chiếc mainboard này cũng giữ ở một mức rất là mát mẻ, khoảng tầm dưới 50 độ C khi mà mình stress test tất cả mọi thứ. Và tất nhiên rồi, khi mà cái việc đấy, khi mà mình stress test cái bộ máy này thì cái nguồn AP850 của Gigabyte cũng đã đỡ được cái cả bộ máy này, cả CPU và cả màn hình. Trong khi CPU giúp tận 250W và cái cả màn hình giúp tận 350W cơ. Nhưng mà cái nguồn này tất nhiên rồi, tiêu chuẩn tốt mà, nên là vẫn có thể đỡ được. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình của bộ máy này, CPU thế 12 này trong khoảng thời gian 1 tháng. Nếu mà anh em có thấy video này hay với ưu thế bấm like và subscribe nhỉ. Và mình sẽ để đường link của những cái sản phẩm, ví dụ như i9-12900K này, chiếc mainboard Z690 Aorus Master này, chiếc cảm màn hình Rotic 3080 ở đường link mô tả nhé. Và cuối cùng thì xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.